Với anh em nghệ sĩ thì đa phần khi còn đi học phổ thông, chúng ta sẽ giỏi những môn xã hội, đặc biệt là môn văn, đúng không? Dạ không, em văn A. Dạ em cũng vậy. Dạ em kiến trúc cũng là A luôn. Dạ em học em giỏi lắm. Cái trò chơi này, nếu như mà các bạn mà cảm nhận được nhau và đây là cái đối tượng phù hợp với mình thì xem như chúng ta chọn người đó làm đội. Không có trò chơi dân gian thiếu nhi nào mà cảm nhận được nhau rồi cảm thấy người phù hợp với mình. Có luôn. Có. Thiếu nhi gì kỳ vậy? Mắt mắt dê. Đó, đó là cái trò anh tính nói với em đó. Mắt xong rồi dê lại. Mắt xong rồi dê lại. Mắt xong rồi dê lại. Cảm nhận. Quậy. Mở ô chữ. Mở ô chữ. Em nhìn cho. Ca dao nói về người chăm chỉ làm ăn thì sẽ thành công hơn so với người lười biếng rượu chè. Mời ô chữ. Chắc mình biết á. Lên gõ đi. Mua ít quá đoán không ra, không giờ muốn mua thêm không? Giàu có. Giàu có thì là đi là... ăn trưa sang chảnh. Trời ơi, cái ca dao mà có chảnh đó hả? Ông bà giật chết cái nhân. Bạn bên kia, bạn Mộc Lan ơi, bạn Mộc Lan ơi, mua thêm không? Em là muốn mua A2 với A5. Anh mua B2 với B7 đi. Mỗi rồi, chỉ còn mua được một ô nữa thôi. Dạ. A2 đi. Bên đó chút trước đi. A2. Rồi, bên A2 bên A2. Kia. Bên dạ, đây không mua. Bên đây không mua. Lên sóng truyền hình, tất cả các okay, giả okay. Đều thay. Đây, để coi, để coi. Giả dối thế này. Để coi. Rồi, đã rõ rồi. Cảnh nào cảnh chẳng mang sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho lấy cái danh dự chứ. Em muốn lấy danh dự à? Em mất luôn hả anh? Chưa đúng được câu nào hết. Cho nên là bây giờ cũng vậy em nha. B8 cũng quan trọng thì mình có thể bán lại được cho bên đó. Gia đình mình nó không hạnh phúc không? Kiểu mà gia đình mình cứ muốn bán nhà không á anh. Không có xây dựng tổ ong. Những cái chữ này là bên kia nắm hết trơn rồi. Bây giờ mình phải giá cao mới được. Tại vì chắc chắn chữ này ra là bên kia biết hết. Đừng bàn nữa, bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu mua không? Mình trả giá đi. 5 triệu đi, 10 triệu là nửa giải thưởng rồi, ai mua? Bên đây mà không mua bên kia cũng có đoán được đâu. Cho em trước khi bắt đầu chơi em gửi một lời khen. Tại vì em không nghĩ là ca dao tục ngữ mà lại có thể thắng gắn với ăn thua mà vui như vậy. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.